Trùm Wagner tuyên bố không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Lãnh đạo Wagner Prigozhin nói các lính đánh thuê của ông sẽ không ký hợp đồng hay chịu sự kiểm soát của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu. Bộ Quốc phòng Nga hôm 10 tháng 6 cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu đã ra lệnh cho tất cả quân tình nguyện ký hợp đồng vào cuối tháng này, động thái được cho là nhằm tăng hiệu quả của lực lượng Nga. Cơ quan này không đề cập cụ thể tới Wagner, tập đoàn an ninh tư nhân đang tham chiến ở Ukraine. Song truyền thông Nga nhận định đây là nỗ lực của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nhằm kiểm soát Wagner. Khi được hỏi về tuyên bố trên, lãnh đạo Wagner Jeff Jenny Prigozhin hôm 11 tháng 6 cho biết lực lượng của ông sẽ không ký bất cứ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Nga. Ông Prigozhin nói thêm, Wagner hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Nga, song cơ cấu hoạt động hiệu quả của lực lượng này sẽ bị tổn hại nếu phải báo cáo với Bộ trưởng Shoigu. Ông Shoigu không thể quản lý các đội hình quân sự hợp lý, Prigozhin nói. Theo ông, lực lượng Wagner đã phối hợp với đại tướng Sergei Surovikin ở chiến trường Ukraine và ông Surovikin là vị tướng duy nhất biết cách tác chiến các đơn vị Wagner đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công Bắc Mớt kéo dài nhiều tháng. Sau khi kiểm soát toàn bộ Bắc Mớt, lực lượng này đã rút khỏi thành phố và bàn giao vị trí cho lực lượng chính quy Nga. Prigozhin nhiều lần chỉ trích các quan chức quốc phòng và chỉ huy quân đội Nga, cáo buộc họ khiến lực lượng của ông chịu thương vong nặng nề vì thiếu đạn dược. Nga đẩy lùi 3 mũi phản công, bắn cháy 3 xe tăng Leopard của Ukraina. Quân đội Nga khẳng định chiến dịch phản công của Ukraina tại khu vực miền Nam đang không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Nga giữ vững thế trận tại Zaporizhia, cho thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 11 tháng 6, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã đẩy lùi 3 mũi phản công của Ukraine tại khu vực Zaporizhia. Tại hướng tiến công Zaporizhia, ba cuộc đột kích của đối phương nhằm vào các khu định cư Novo Danilovka, Malaya Topmakha và Novo Poprovka đã bị đẩy lùi bởi hoạt động tác chiến quyết đoán và chuyên nghiệp từ các đơn vị phòng thủ của Nga, cùng với sự yểm trợ từ pháo binh và không quân của nhóm tác chiến phía đông. Ông Konashenkov nói cũng theo Trung tướng Konashenkov, tại khu định cư Lujansk-Novskoye ở Zaporizhia, quân đội Nga đã gây ra thiệt hại nặng nề cho một đoàn xe cơ giới thuộc Lữ đoàn Bộ binh Sơn Cước 128 của Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ quân đội Ukraine đã mất thêm 3 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do phương Tây viện trợ trong 24 giờ qua. Tại các hướng tiến công trên, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã mất 50 binh sĩ, 11 xe tăng, trong đó có 3 xe tăng Leopard, 17 xe chiến đấu bộ binh, 16 xe bọc thép, 4 phương tiện quân sự, một tổ hợp tên lửa phòng không Stormer do Anh sản xuất cùng một tổ hợp lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, Trung tướng Konashenkov cho biết. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ một cường kích Su-25 của Ukraine trên không phận khu định cư Oshokorovka ở Kherson. Bên cạnh đó, năm hỏa tiễn từ pháo phản lực phóng loạt HIMARS cùng một tên lửa chống radar HARM của Ukraine cũng bị đánh chặn. Quân đội Ukraine giành quyền kiểm soát một khu định cư tại Donetsk. Ở động thái ngược lại, quân đội Ukraine tuyên bố các binh sĩ thuộc lữ đoàn bộ binh dân cước số 68 của nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Vladhodani tại vùng Lykaidonek. Đây được xem là một thắng lợi quan trọng của Kiev khi khu định cư Blahodani nắm giữ một vị trí chiến lược nằm giữa hai vùng Lykaidonek và Zaporizhia. Theo một người phát ngôn của quân đội Ukraine, lực lượng phòng thủ Nga đã chiến đấu ngoan cường tại một tòa nhà bên trong khu định cư Blahodane. Tuy nhiên, hỏa lực áp đảo từ pháo binh và súng phòng lựu đã cho phép các binh sĩ Ukraine tiến hành đột kích, qua đó giành quyền kiểm soát hoàn toàn Blahodane. Trong trận giao tranh tại Blahodane, Quân đội Ukraine đã bắt giữ hai binh sĩ cùng bốn quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng. Phía Ukraine nhấn mạnh việc kiểm soát Blahodani sẽ chỉ là bước khởi đầu cho chiến dịch phản công giành lại toàn bộ lãnh thổ tại miền Đông và miền Nam nước này. Quân đội Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Nga nhận định khả năng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Người phát ngôn điện Kremlin tuyên bố hiện tại không có bất kỳ cơ sở nào cho các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền Ukraine. Không có điều kiện tiên quyết nào cho các thỏa thuận vào lúc này. Hơn nữa, hiện tại không có cơ sở nào, dù là mong manh, để tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc phỏng vấn hôm 11 tháng 6. Ông Peskov cũng chỉ ra ba lý do khiến tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine không diễn ra. Chúng tôi thấy thứ nhất, chính quyền Ukraine không sẵn lòng. Thứ hai, họ chưa sẵn sàng. Thứ ba, họ chưa có sự cho phép của các bên khác để tiến hành đàm phán, ông Peskov nói thêm. Ngụ ý các nước phương Tây cản trở Ukraine đàm phán với Nga. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, những cáo buộc của phương Tây đối với Nga nhằm che đậy việc họ không muốn lắng nghe những lo ngại của Moscow. Có những cáo buộc từ Washington và các nước châu Âu rằng Nga hung hăng, đây chỉ là nỗ lực che đậy cho việc họ không sẵn sàng lắng nghe những lo ngại của chúng tôi, ông Peskov nói. Cùng ngày, nghị sĩ cấp cao của Nga Valentina Mastvienko cho biết, đã đến lúc Nga hiểu rằng họ chỉ có thể đối thoại với phương Tây từ vị thế sức mạnh Bà cho rằng Moscow không coi các quốc gia phương Tây là đối thủ truyền thống, nhưng Mỹ và các đồng minh chỉ muốn sử dụng vũ lực. Trước đó, ông Peskov khẳng định Nga hoan nghênh bất cứ nỗ lực nào nhằm tiến nhanh đến chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng Moscow sẽ vẫn đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga mở màn chiến dịch quân sự ở Ukraine từ tháng 2 năm ngoái với mục tiêu nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Moscow cho biết chỉ dừng chiến dịch này khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Nga đưa ra như duy trì vị thế trung lập, không gia nhập NATO, công nhận bán đảo Crimea thuộc nga, công nhận độc lập vùng Donbass. Ngoài ra, nga cũng tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Ukraine chấp nhận thực tế lãnh thổ mới. Điều này đồng nghĩa với việc Kiev phải công nhận sự kiểm soát của Moscow đối với bán đảo Crimea và bốn tỉnh Zaporizhia, Kherson, Luhansk, Donetsk mà nga đã tuyên bố sắp nhập vào năm ngoái. Trong khi đó, giới chức Ukraine nhiều lần nêu rõ quan điểm về điều kiện tiên quyết cho các cuộc hòa đàm với nga. Chính quyền tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh mọi cuộc hòa đàm phải bắt đầu bằng việc Nga rút quân, khôi phục chủ quyền lãnh thổ cho Ukraine. Tháng trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng nêu rõ hai điều kiện gồm Nga phải rút quân, khôi phục đường biên giới cho Ukraine và không đóng băng xung đột. Kiev lập luận việc đóng băng xung đột sẽ giúp Nga có thời gian tập hợp thêm lực lượng để tiến hành một chiến dịch tấn công thậm chí lớn hơn nữa. Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia về việc chấm dứt bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ukraine tuyên bố có kết quả đầu tiên từ chiến dịch phản công. Ukraine cho biết quân đội của họ đã giành lại 3 ngôi làng ở phía đông nam đất nước sau khi phát động chiến dịch phản công được mong đợi. Chúng tôi đang nhìn thấy những kết quả đầu tiên từ cuộc phản công, kết quả cục bộ. Valery Shenshen, người phát ngôn khu vực quân sự Tapria, miền nam Ukraine, ngày 11 tháng 6, phát biểu trên truyền hình. Quân đội nước này cũng đăng tải video chưa xác minh cho thấy binh sĩ kéo cờ Ukraine tại một tòa nhà bị đánh bom ở làng Vladhovdani, thuộc vùng Donetsk, và tạo dáng với lá cờ của đơn vị họ ở làng Nikskosny, liên kề. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia sau đó cho biết lực lượng Ukraine đã giải phóng Makarivka, ngôi làng ở miền nam đất nước, và tiến được từ 300 đến 1.500 mét theo hai hướng trên mặt trận phía nam. Chúng ta không bị mất bất kỳ vị trí nào ở các hướng mà quân đội đang ở thế phòng thủ, bà viết trên Telegram. Nga chưa bình luận về thông tin từ phía Ukraine Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 6 nói rằng Ukraine đã phát động chiến dịch phản công nhưng không thể chọc thủng phòng tuyến của Moscow và gây thương vong nặng nề. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quân đội trong bài phát biểu qua video đêm 11 tháng 6. Tất nhiên tôi biết ơn những người lính của chúng ta vì ngày hôm nay từng lữ đoàn, từng đơn vị chiến đấu, ông nói. Đề cập đến hai khu vực giao tranh ở miền Đông và miền Nam Ukraine, Tổng thống Zelensky hôm 10 tháng 6 phát đi tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Ukraine đã phát động chiến dịch phản công được chờ đợi từ lâu, xác nhận rằng các hoạt động phản công và phòng thủ đang diễn ra. Giới chức Ukraine đang áp dụng chính sách giữ bí mật nghiêm ngặt trong hoạt động và kêu gọi người dân không tiết lộ bất cứ thông tin nào có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công. Với thông tin nhỏ giọt từ Kiev và rất ít báo cáo độc lập từ tiền tuyến, hầu như không để đánh giá được tình hình chiến trường. Đoạn video quay tại làng Bahodani cho thấy quân đội Ukraine ở bên trong một tòa nhà bị hư hại nặng khi tiếng pháo vang vọng lại từ xa. Chúng tôi đang đánh đuổi kẻ thù khỏi quê hương. Đó là cảm giác ấm áp nhất Ukraine sẽ chiến thắng, Ukraine là trên hết. Một người lính Ukraine tuyên bố trong video đăng trên mạng xã hội Facebook. Nga ít nhất hai lần trong tuần trước nói rằng họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công quanh làng Valika, Novostrika gần đó. Khu vực phía đông nam đất nước được cho là ưu tiên của lực lượng Ukraine nhằm cắt đứt hành lang trên đất liền nối Nga với bán đảo Crimea. Nga đã xây dựng các công sự rộng lớn trên khắp lãnh thổ Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc phản công của Kiev với hàng nghìn binh sĩ được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Thứ trưởng Malia cũng cho biết thêm lực lượng Ukraine đang tiếp tục tấn công ở miền đông gần thành phố Bắc Mất, và đã tiến được 250 mét hướng tới hồ chứa nước Bekivka tại đây. Nga tuyên bố đã kiểm soát Bắc Mất vào tháng trước nhưng Ukraine cho hay họ đã giành lại hai bên sườn của thành phố. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo một nữ đoàn bộ binh cơ giới cũng đạt được bước tiến ở thành phố miền đông Abdiivka trong những ngày gần đây và kiểm soát một vị trí của quân Nga, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.